Nếu bạn đang bế tắc trong việc tìm hướng đi cho chính mình, nếu bạn đang gặp khó trong việc đưa thu nhập của bạn lên một tầm cao mới, nếu bạn đang đau đầu trong việc lựa chọn con đường đúng để nỗ lực hành động, nếu bạn đang hoang mang trong thời điểm hiện tại của cuộc sống, nếu bạn đang tuyệt vọng trong việc thoát khỏi cái nghèo bền vững của mình và bạn đang trong mong muốn câu trả lời chính xác, những bí quyết hóa giải các vấn đề ẩn sâu trong con người bạn, khi đó bạn có thể tìm ra điểm mạnh của mình, tìm ra sứ mệnh cuộc đời, chia sẻ phương pháp cải vận hoang số và trở nên giàu có. Do huấn luyện viên, chủ tịch hội đồng quản trị công ty True Sports Nguyễn Hoàng Thái trực tiếp truyền thụ, xin giới thiệu chương trình đào tạo Vì sao bạn chưa giàu, đăng ký ngay hôm nay. Sao mà bạn chưa giàu, và cái mong muốn của tôi đấy chính là cài đặt lại tư duy. Cái khổ nhất của mỗi một con người là người ta không hiểu được cái nguyên nhân, mà cái nguyên nhân cơ bản của cuộc đời của mỗi một con người là chưa đạt được cái kết quả mình mong muốn, là bởi vì cái tư duy của mình về cái lĩnh vực đấy nó chưa đúng. Thế thì ngày hôm nay các học viên đã được cài đặt lại tư duy, và từ tư duy của người nghèo thì chuyển thành tư duy của người giàu. Cái buổi học hôm nay của cô Hồng Thái đấy, mình thật ra là hôm qua mình đã được, ngày hôm qua là một buổi mình đã học bên buổi mới bên Hà Nội kia, hôm nay mình mới được coi là dự chính thức vào cái buổi học của cô dạy chính thức. Mình cảm thấy rất là thích và ngưỡng mộ. Mình coi như là mong muốn làm sao mình còn có cơ hội mình đến gặp cô và để cô coi truyền đạt những coi như là giải trình cho mình những cái bài về hình thức làm kinh doanh và trở thành người giàu. Đặc nhất là từ trước đến nay thì mình cũng chưa biết về các cái cách để làm cho mình có các cái tư tưởng để trở nên giàu có, và tâm đắc nhất là hôm nay chị Thái chị đã dạy cho mình các cái cách thức để từ suy nghĩ cho đến hành động để giúp cho mình trở nên giàu có hơn. Học được rất là nhiều điều quan trọng cho cái việc kinh doanh của cô, và cái giao tiếp để mình có thể giao tiếp mọi người bên ngoài đấy, thì cô thấy ứng dụng vào trong đời sống thì những cái câu, những cái từ, những cái lời nói của thầy Thái là cô thấy rất là hay và rất ý nghĩa, nó ứng dụng trong công việc kinh doanh thật là tuyệt vời luôn. Khi một ngày học cô thì em cảm thấy là cái tư duy của mình được thay đổi. Mình cũng biết rằng là lý do là vì sao một số cái lý do mà mình làm mãi mà vẫn chưa giàu, và từ đó thì em cũng sau cái buổi học này thì em sẽ suy nghĩ lại, nhìn nhận lại về tất cả những cái mối quan hệ và những cái giải pháp mà cô đưa ra, thì hy vọng rằng sẽ có tiến triển hơn trong